sắn này nó cũng có nhiều công dụng. Mình có thể ăn sống được nè, ăn sống chấm với muối ớt nè, hoặc là người ta cũng có thể lấy củ sắn là nấu chung với rau củ làm nước dùng á, để nó ra cái nước nó ngọt hơn á, hoặc là có thể xào đồ rồi đấy này nọ kia, hoặc làm gỏi tùm lum tùm la rồi đó, để không phải làm ra làm xào món xào á, rau củ rồi đó. Đó. Đây mình gọt thử mình ăn ha. Thường sắn 3 kg mà 20.000 ha. Tính ra là chưa tới 10.000 ký. Mấy bữa trước thì như 10.000 ký, sau này nay hình như là nó cũng hết ngon rồi, nó còn một ít ấy, nên bán rẻ tại vì nó bị nứt hết trơn. Sắn thôi mà ăn đỡ khác đúng không? Nó có nhiều nước ăn đỡ khác, hoặc ăn ít khác nước. Chưa, để mẹ gọt nó Cho con xin một nửa. Hồi xưa là cái chân ăn lại ngon. Một nửa thôi chứ đừng nhiều quá. Nhiều quá chứ con mang nổi đâu. Tại vì da ba đưa cho con là bình thường con ăn hay bỏ muối á. Hay bỏ muối á. Dạt đi hết ha. Dạt ba cái dính vô đây hết đi. Người ta kêu bột sắn, không biết người ta có phải dùng cái bột người ta nhào ra không ha. Lý đi vô rửa thì mẹ cái này con. Cái nào hả? Nè, rửa mẹ củ sắn đi. Rửa giùm mẹ. Cảm ơn con ha, chú ý rửa sạch sẽ xong xuôi ha. Xin dạ. Xin nửa miếng thôi. Xin nửa miếng thôi. À, thank you. Ăn thử rồi ngọt không? Ngọt. Hay là hay là hả? Cái này phải chấm chấm với muối ớt ăn ha, chứ nó ngọt nhưng mà nó cũng không có ngọt như là cái miếng này sẽ thường cho mẹ ăn lại đâu được. Nó ngọt ngọt lớn lớn rồi nhưng mà phải chẻ xong rồi nè, bỏ vô tủ lạnh một chút xíu cho nó mát mát rồi chấm muối ớt mới ăn ngon ha, chứ ăn không nó sẽ không ngon. Rồi ok, nó thúc video ăn sẵn rồi. Chào, bye bye.